Ông ơi, mấy hôm nữa cháu xuống Hà Nội rồi, ông cho cháu xin tiền xe đi. Nghe cháu nói cần tiền mua vé xe ra Hà Nội, cụ ông 90 tuổi liền rút ra tờ 500.000 duy nhất trong túi để đưa cho cháu có lệ phí đi đường. Theo chia sẻ từ chủ clip thì từ nhỏ đến lớn, mỗi lần học đại học đi về quê, ông lại dúi cho vài đồng để đi tàu xe. Đến nay khi cụ đã 90 tuổi nhưng vẫn giữ thói quen đó. Có thể thấy sức khỏe của ông không còn tốt như trước, mắt cũng đã mờ dần. Thế nhưng chỉ cần cháu nói xin tiền xe ra Hà Nội, ông lập tức quan tâm rồi rút ra những tờ tiền được bọc kỹ trong túi ni lông. Số tiền của ông đưa cho cháu tuy không nhiều, nhưng có lẽ đó là thứ mà cụ dành dụm bấy lâu nay. Đó không phải là những tờ tiền bình thường, mà còn chứa chan tình yêu thương của cụ dành cho cháu. Cho hẳn 500.000 ạ. Cho 500.000 ạ. Nhá. Cho cháu nhá. Lấy hết nhá. Cho cháu cả đi nha. Để đi xe xuống nhá. Được biết, người cháu giờ đã có cuộc sống ổn định, chỉ là một nũng nịu cụ như thuở con bé vậy thôi. Đoạn clip đã khiến nhiều người phải rưng rưng nước mắt khi nhớ về ông bà ngoại, nhớ về những ngày xưa còn thơ bé, được ông bà yêu thương, chiều chuộng.